Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Bỗng chốc đâu mà
thôi ba có mấy lần nhắn con dạy thôi, dạy đâu rồi cũng có hết thôi. Con thân ruột bao giờ dám quên nhau, ông nội là người nhất hiểu biết, các con các cháu rất vui tươi. Bây giờ cháu nào cũng thương hết à, bên nội cũng thương bên ngoại, không có thương bên nội nhiều mà thương bỏ bên ngoại cũng được, mà thương bên ngoại nhiều bỏ bên nội cũng không. Mình làm sao, làm sao cho con người phải cần cái cân nhắc chứ trung bình. Thôi ba có tóm tắt như vậy thôi. Hôm nay sẵn dịp Thủy về, tụi em gửi lời thăm vợ chồng anh Trang, vợ chồng chị Ngân. Đối với cuộc sống tụi em ở đây thì bình thường. Cũng bình thường, sức khỏe thì chỉ tụi em chỉ nhắn anh Trang là cố gắng bảo lãnh Tết về thăm tụi em và lo cho Tuấn đi. Còn chị Ngân thì tụi em chỉ nhắn là lo kiếm mấy người của anh Trang bảo lãnh mấy đứa em gái mình đi cho tụi nó được sung sướng. Nếu Minh Mẫn có lớn rồi mà nếu có rảnh thì viết thơ cho mấy dì với cậu. Ăn trộm. Còn với anh Trang chị Ngân thì sống có dư giả chút đi gửi về. Tụi em. Gửi về cho tụi em. Thôi có vậy thôi. Rồi xong cái luôn đi. Rồi Tuấn. Rồi em nói ba. Mày nó hỏi mày hoài á. Cái gì? Quay chó đi, quay chim gì đó. Chết rồi đó. Bây giờ chị Thủy thăm gia đình đó. Thì em có bài là hỏi thăm sức khỏe của anh Trang. Vợ chồng chị Ngân và các cháu. Tụi em bên này thì vẫn khỏe. Có chị Hà thì hơi ốm yếu bệnh hoạn xíu. Rồi anh Thảo thì cũng bệnh bệnh ung thư. Giờ cũng đỡ. Sao lâu quá em thấy anh Trang gửi thư qua cho mấy tụi em. Bởi anh Trang cố gắng đừng có già xài tiền phung phí quá. Dành nữa tôi ăn. Không. Cái gì đó xài tiền nước lắm à. Đang xài tiền nước lắm. Anh Trang xài tận tỷ chú. Thì gửi cho tôi dành này tôi em. Quỹ xài tiền nước lắm. Trang cố gắng xài tiền tiết kiệm chút xíu để về thăm mai mốt. Bệnh bỏ ra. Còn chị Ngân thì là ráng ăn uống bồi mà dưỡng, đừng có suy nghĩ nhiều quá đừng bị bệnh. Ngân mập quá rồi kịp mình ra uống anh mua đi chi đi đây chưa em chưa nói mình nói rồi chứ. Hết hút thuốc rồi bao tỷ, hết thuốc rồi. Em nghe hết
cô Minh, cô Mỹ chắc giờ cũng lớn rồi. Có thì giờ rảnh thì biết chơi cho cái gì coi. Anh Mùi, em nghe chị đó, anh Mùi nấu ăn ngon lắm ạ. Dạo này đó anh Mùi chảo tuốt rồi, mập xíu. Em gửi lời ở đâu anh Mùi? Cũng như con hình sự á. Chúc anh Mùi nấu ăn ngon để bán đắt xíu. Dư tiền gửi về tụi em. Em có dài lời nói gì không? Trời tới. Rồi, sao ai với nè? Sao mới hả?
chuyện là con có về là hỏi thăm sức khỏe. Ở đây đi con, ở đây quá. Dạ chào con. Con chào con. Em chào em. Vợ chồng trước cha. Chị Giang có con gì đứa không? Thank you.
kia ra nói anh nói nha. Thank you.
đồng bè. Rất mong một ngày nào đó là gặp lại có anh chị em gia đình, rất là mẹ còn quá trời. Ngày đó gặp lại mà giờ đóng giờ không được. Gửi lời thăm anh, cầu chúc anh sức khỏe, gặp nhiều may mắn và sức người. Con nữa là mạnh đâu con. Bye-bye.